Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách lắp cho mình một chiếc dơ le passing lên cái bộ đèn pha theo xe này. Đó. Thì nhiều anh em ấy có đặt hàng bên mình về ấy, thì lại không lắp cái con dơ le passing này lên những cây trợ sáng L4 mà anh em lại thích lắp vào pha. Đó. Thì ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đi dây và các cái màu dây như thế nào cho nó đúng ở trên những cái chiếc xe của mình. Ok, thì trước tiên ấy, thì anh em muốn lắp chiếc dơ le passing này vào xe thì anh em phải có một cái cây chip dơ le này đã và một cái công tắc như này đó. Thì đây là mình có làm luôn trên chiếc xe gym của mình, là mình khoan một cái lỗ tròn ra, mình bắt một con công tắc vào đây cũng rất là nhỏ gọn. Thì khi hoàn thiện xong thì mình sẽ ốp nó vào đây như thế này. Đó. Thì là mình ốp nó vào đây thì mình sẽ bấm nút ở đây ngay cạnh đây lái này. Đó, cũng rất là tiện. Ok. Thì trước mắt ấy, thì anh em sẽ phải lấy nguồn từ cái dây đen sau ổ khóa. Dây đen sau ổ khóa, còn trên dòng xe Yamaha thì nó sẽ là dây nâu sau ổ khóa nhá. Thì anh em sẽ cấp điện nguồn dương. Đó, cho công tắc này. Và khi anh em bấm công tắc thì điện nó sẽ chạy ra đến cái con dơ le phát sinh như này. Ok. Thì trước mắt thì là mình sẽ test trước cho anh em thấy. Thì mình xin phép là mình bật ổ khóa lên. Đó. Đèn DMI của mình đã sáng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ bấm phát sinh. Đây công tắc của mình đây. Rất dã man luôn. Chớp nhoằng nhoằng luôn. Đó. Thì cái cách thức như thế này ấy, thì mình dùng cái con chip passing như thế này. Thì khi anh em bấm công tắc như thế này ấy, kể cả là chế độ ban ngày anh em không cần bật đèn lên thì nó vẫn cứ nháy được bình thường. Kể cả là ban đêm anh em bật đèn lên. Đó. Đây là mình đang để nó cốt nhá. Thì anh em vẫn cứ nhảy được passing bình thường. Anh em có bật pha lên. Đó, bật pha lên rồi. Thì anh em vẫn nháy được passing bình thường anh em ơi. Đó. Thì ở trên YouTube ấy, có nhiều anh em có hướng dẫn làm những cái công tắc đơn giản như thế này. Khi mà bấm lên như này ấy, thì là cái đèn của bạn ở chế độ nghỉ, nó không có điện vào thì nó mới có passing được nhá. Còn khi anh em đi buổi tối mà anh em bật pha, nếu mà anh em lắp cái đèn passing này vào được pha ấy, thì anh em bật pha lên cái nút này sẽ không có tác dụng gì luôn. Đó. Thì khi anh em đã cấp điện nguồn cho cái công tắc này rồi thì bây giờ là mình sẽ chỉ tiếp ra đến cái chỗ con dơ le ở đây. Thì dơ le ở đây thì Kiên Motul sẽ làm là có 4 màu dây chính. Nó là dây đen, đỏ, dây trắng và dây vàng. Thì cái điện zin bản của xe Honda đây này, nó rõ là dây màu xanh dương là dây pha nhé. Nó sẽ là dây màu xanh xương. Thì anh em cắt ra một đầu thì anh em sẽ đấu nó vào cái dây trắng đây. Dây dương sẽ vào trắng qua con passing. Nó sẽ là ra màu dây vàng thì anh em đấu tiếp vào cái dây màu xanh dương để vào cái cụ để pha ở đây. Nó rất đơn giản thôi. Còn lại hai đầu dây nó là dây màu đỏ. Đây anh em nhìn cái dây màu đỏ con dơ le thì anh em sẽ đấu nó vào cái dây mà ra công tắc đây. Đó, từ công tắc ra dây màu đỏ ở con dơ le. Hôm nay thì thời tiết toàn miền Bắc nó cũng mưa cho nên là nhà mình cũng biết là tại sao mà lắm cái con mối mối này ở đâu nó bay ra rất là nhiều. Thì anh em thông cảm nhá. Ok. Còn cái dây màu đen của con dơ le này, anh em sẽ câu chung nó vào mấy cái lại dây mát hệ thống. Dây mát hệ thống ở trên xe Honda nó sẽ là dây màu xanh dương. Đó, rất đơn giản thôi. Nó chỉ có 4 cái đầu dây này như thế. Thì anh em không lắp vào cái cây L4 cũng được, thì anh em lắp vào pha định được cũng thế. Thì cách thức lắp nó sẽ tương đối là giống nhau. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bấm nút ở đây. Đó, đây là chế độ nghỉ, đèn pha không sáng thì anh em bấm này. Đó, nó vẫn cứ phát sinh bình thường. Ok, khi anh em bật đèn pha lên. Đó, đây là mình đã bật công tắc ở nấc pha rồi đó. Thì anh em vẫn đã phát sinh bình thường, không vấn đề gì. Đây là mình sẽ tắt pha đi, bật cốt. Đấy, đây là cốt này. Thì anh em vẫn đã phát sinh bình thường. Ok. Vâng, ở cái clip này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình đã hướng dẫn như thế thì anh em cũng phần nào đã hiểu được cái cách thức mà lắp cái con passing như này rồi. Thì cái nguyên lý của hoạt động của nó cũng rất là đơn giản đấy. Thì anh em có thể lắp vào cây L4 cũng được, mà anh em lắp vào cái đèn pha này cũng được. Ok, không sao cả. Cái quan trọng ấy, cái mục đích của cái con passing này là gì,
là nó sẽ là đèn cảnh báo. Ví dụ là bạn đang đi có một cái xe ngược chiều nó muốn sang đường chẳng hạn, thì các bạn sợ người ta sẽ không để ý đến mình thì các bạn chỉ cần nháy đèn như này để tạo cái hiệu ứng cho người ta để ý đến mình, thì người ta sẽ chừa mình ra, người ta không phi vào mình đó. Hoặc là anh em đang đi thì muốn vượt một cái ô tô chẳng hạn, đấy thì anh em có thể nháy passing như này, nó tăng cái độ an toàn lên. Cái mục đích của cái passing này là gì? Ở những cái xe phân khối lớn ấy là nó hay có những cái đèn passing như này, hoặc ở trên ô tô nó cũng có những cái công tắc passing như này. Còn trên những cái xe ví dụ xe Jim, xe Way rẻ tiền này thì thường là cái nhà máy sản xuất họ hay lược bớt những cái tính năng như thế này đi đó, thì anh em có thể là chế thêm vào, vừa là tăng cái hiệu quả an toàn mà vừa là đồ chơi cũng là đẹp anh em nhé. Đó, vâng, xin chân thành cảm ơn, mình là Kim Motul.